Xin chào các bạn, chào mừng các bạn lại đến với Coffee Farm. Thì ngày hôm nay Vũ sẽ chia sẻ cho các bạn cái kiến thức rất là quan trọng mà Vũ thấy có nhiều người rất là hỏi Vũ vì sao có thể chăm được một cái chó con khỏe mạnh, cùng với đó là chó mẹ được mạnh khỏe và nhiều sữa. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với clip nha. Thì trên tay của Vũ đây có một bé chó Corgi. Đố các bạn này, bé này lượng như này, rất là to, các bạn thấy không? Cái dòng Corgi là dòng chó tầm chung, là không lớn không nhỏ, nên vì thế con của bé từ rất là nhỏ. Nhưng mà tuy nhiên cái bé 25 ngày của Vũ rất là bự đó, rất là mập mạp, mặt rất là đáng yêu đó, các bạn thấy không? Thì để được như vậy á, thì Vũ sử dụng rất là nhiều các nguyên liệu. Thứ nhất là bé khi mà bú mẹ á, thì bé chó mẹ cũng phải được cung cấp rất là nhiều chất dinh dưỡng. Thứ nhất, chó mẹ sẽ được ăn gà nè, rồi heo nè, bò nè, vịt lộn nè, cút nè đó. Và buổi tối, và buổi tối nữa thì từ từ Vũ sẽ cất bé này đi nha. Rồi, vậy thì nếu còn buổi tối thì bé chó mẹ sẽ ăn thêm những gì? Thì chó mẹ sẽ ăn thêm, thứ nhất là phô mai. Đây là một loại phô mai, nói chung đây là phô mai Ai Cập. Thì phô mai này nó có một cái hay là nó đã tách đường ra rồi. Có nghĩa là chó, cái cơ thể chó nó không thể tự tổng hợp cái đường giống như người. Nếu mà cho ăn phô mai của người thì nhiều bé sẽ được tiêu chảy. Nhưng mà riêng cái phô mai này thì bé sẽ ăn rất là ngon miệng và đi phân rất là đẹp, tiêu hóa rất là tốt. Thì các bạn nếu mà đang nuôi chó mẹ cho con bú thì các bạn nhớ mua cái loại phô mai này nha. Rồi đó, các bạn thấy cũng mua rất là nhiều để đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho chó mẹ. Thứ hai là khi ăn phô mai xong thì Vũ sẽ cho uống thêm cái sữa Vinamilk. Các bạn nhớ nha, chó nó không thể tự tổng hợp đường được như người, nên mình phải mua cái loại không đường đó. Phô mai á, thì mua loại phô mai tách đường Resident này. Còn á, sữa thì các bạn nhớ mua là sữa không đường luôn, để bé uống không bị tiêu chảy và cơ thể bé được hấp thụ nhanh hơn. Rồi thứ ba là Vũ sẽ bổ sung thêm cho bé những bé chó mẹ của Vũ là cái loại men rất là xịn nhập khẩu từ Mỹ này đó. Loại men này nè, nó giúp cho cái hệ tiêu hóa của chó mẹ được ổn định nè, đi phân nó cũng bớt mùi, với lại nó hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng. Nói chung chó mẹ là phải cung cấp cho nó những cái gì tốt nhất để chó mẹ có thể thật là nhiều sữa để cho các chó con bú. Rồi bây giờ Vũ sẽ cho các bạn coi con chó mẹ của cái con chó con hồi nãy mà Vũ có khoe với các bạn là được 25 ngày nha. Rồi đây là chó mẹ nè. Các bạn có thể thấy đây là bé chó mẹ nè, các bạn thấy không? 25 ngày chăm tới 6 bé chó con. Nhưng mà các bạn thấy không? Đó, camera men quay cái body nè, tổng thể nè, không có một chút ốm nào hết, mà ngược lại nè, rất là mập, lông rất là đẹp. Đó, quay cái bụng nè. Đấy. Nè, quay ngang nè. Rồi quay từ trên xuống nè. Đó, các bạn thấy không? Chó mẹ rất là đẹp, phần thái rất là tốt, rất là vui luôn. Các bạn phải nuôi chó như vậy thì chó con nó mới khỏe mạnh và mập mạp được. Rồi tiếp theo thì chó con tới tuổi ăn dặm thì sẽ ăn cái gì? Các bạn thấy cái này không? Đố các bạn là cái gì á? Cái này đó chính là bột, mà bột là bên Vũ làm là từ thương hiệu hạt cho chó con Royal Canin. Cái loại dành cho những con chó mà lớn có trọng lượng 11-25kg đó. Đây là chó con nha, Bobby là chó con. Dòng chó con cho cái loại chó mà trung bình cân nặng từ 11-25kg đó. Cái này thì cũng mua cũng 170 ngàn một gói, mà tụi nó ăn không biết bao nhiêu tiền hết. Thì cái này là loại mắc nhất rồi. Cái Royal Canin nó rất là nổi tiếng, nó rất là tốt cho chó, và đặc biệt cái giá nó rất là cao. Nên bởi vì thường thường cái gì nó cũng đi đôi với chất lượng hết á. Chứ chó nó mập mạp, nó khỏe mạnh thì đồng nghĩa với đó là cái đồ ăn dinh dưỡng của nó cũng rất là cao. Rồi thì cái này á, Vũ sẽ ngâm trong nước, sau đó nó nở ra thì Vũ sẽ trộn chung với loại sữa. Đây, Vũ đang cho nó uống Epilac. Đây là sữa nhập khẩu từ Mỹ luôn. Đó, Vũ sẽ trộn hai cái này vô, sau đó Vũ xay lên thì nó sẽ ra hỗn hợp bột như thế này. Đó, các bạn thấy không? Rồi thì cùng với đó Vũ sẽ bỏ thêm men
Đó, men này thì nó rẻ các bạn nhé, men bio này, cái bịch màu xanh lá cây. Thì cái loại men này nó giúp cho cái hệ tiêu hóa cho nó thích nghi từ dần dần với lại cái đồ ăn đồ ăn như thế này. Vì cái tuổi ăn dặm mà, thì cái bao tử của bé nhiều lúc nó sẽ chưa quen, nhiều lúc nó sẽ tiêu chảy, thì có cái men này nó sẽ giúp không bị tiêu chảy, nó sẽ ổn định đường ruột cho bé. Đó. Thì đó là đây là tất cả các sản phẩm mà các bạn nên có để mà nuôi chó mẹ được khỏe và chó con được mập mạp, khỏe mạnh, không bệnh tật. Rồi, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những chia sẻ tiếp theo đến từ Coffee Farm các bạn nha. Xin chào.